Anh San xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dậu và đến hẹn lại lên vào khung giờ phát sóng quen thuộc này 12 giờ mỗi buổi trưa. Thì anh San sẽ là người đồng hành và tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần ngoài truyện của bộ truyện Thế Giới Của Anh. Ở tập truyện trước thì ở phần kết anh San có nói với quý vị và các bạn rằng đây là một kết thúc mở. Bởi vì lúc đó thì anh Sa vẫn chưa biết là bộ truyện này có ngoài truyện. Và sau khi được ekip báo lại rằng là bộ truyện này còn có phần ngoài truyện nữa, thì bản thân của anh Sa cảm thấy rất là vui. Bởi vì hy vọng của mình có một chút gì đó le lói lên và mong rằng sẽ có một kết thúc có hậu dành cho câu chuyện tình cảm này. Vậy thì ở phần ngoài truyện ngày hôm nay, liệu rằng điều mà chúng ta mong đợi có xảy đến hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung của phần ngoài truyện. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của phần ngoài truyện bộ truyện Thế Giới Của Anh, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của anh Sa. Cái ngày mà anh ta máu me gục trên vai tôi, khi đó thì tôi đã biết chúng tôi không nên bên nhau. Đáng nhẽ ngay từ đầu tôi không nên bước tới. Từ trong nhà mọi người ồ ra, mẹ của Quân lao ra nhìn thấy con trai bị thương thì bà hoảng hốt. Quân à, con ơi. Bố của Quân là người hô lớn nhất. Bắt cô ta lại. Hương ôm đầu rồi nhìn Quân. Em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em yêu anh mà, sao có thể làm cho anh tổn thương được? Cũng tại nó, tất cả là tại nó. Cũng tại cô ta mà ra cả. Cô ta chèn ngang giữa chúng ta, rồi mưu đồ khiến chúng ta xa nhau như vậy. Quân Thế Vân cố gắng gượng ôm bụng quay lại. Bố, mẹ, đừng chạm vào cô ấy. Mẹ của Quân nghe xong thì quát lên. Con điên rồi à? Điên thật rồi sao? Trời đổ cơn mưa, Quân mỉm cười nhìn Hương. Lỗi là do anh, là anh nợ em. Đừng để chuyện giữa chúng ta làm tổn thương đến chính em. Xin lỗi em. Hương đứng dậy mỉm cười nhìn Quân. Em không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh đã phá hỏng cuộc đời của em. Lỗi lầm này do chính anh gây ra. Tất cả là do anh đấy. Họ đã chia tay nhau một cách đầy tiếc thương, đau đớn ngay trước mặt của tôi. Như vậy đấy, tất cả là do tôi đã sai khi bước vào đời của anh ta. Hai ngày sau, tôi đến bệnh viện để gặp Quân. Đã suy nghĩ suốt hai ngày nay và tôi quyết định muốn chấm dứt mối quan hệ này. Anh ta không thể ly hôn, vậy thì tôi sẽ lựa chọn phương án ly thân. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, tay của Quân vẫn đang truyền dịch. Anh ta đang nhìn cửa sổ thấy tôi thì liền quay lại và vẫn mỉm cười. Em ngồi đi, chúng ta nói chuyện nhé. Anh nói đi. Chúng ta ly thân đi, như em muốn. Em có thể về ngoài, hoặc là anh xem về nhà của anh ở. Có vẻ như là anh quyết định nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Khi nào em ổn thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn. Cứ quyết định như vậy đi. Kết thúc tất cả rồi. Phương đứng dậy, Quân nói phía sau. Thế giới của anh đã phá hủy một cô gái như em. Anh xin lỗi vì điều đó. Thật sự xin lỗi em. Giá như chưa từng yêu, chưa từng thương anh, thì giây phút này tim không buồn và lòng không đau như vậy. Quân khựng lại và Phương bước thẳng ra ngoài sau cánh cửa. Quân cúi đầu, mặt thì vẫn vô hồn, nhưng mà nước mắt thì khẽ rơi một bên, tí tách. Có phải là tôi đã sai khi bắt đầu yêu em không? Che giấu tình cảm là điều quá khó khăn. Tôi không dám thừa nhận đã hết yêu người cũ, nên mới để cho em tổn thương. Tôi sai rồi. Người rơi nước mắt, bưng kiền đỉnh ngoài hành lang. Cả ngồi trên giường bệnh, rơi nước mắt bởi vì hối hận khi đã để cô gái ấy bước vào thế giới của anh. 6 tháng sau, tôi đã về ngoài được 6 tháng. Chúng tôi không liên lạc hay nói chuyện gì suốt 6 tháng qua.
Chỉ có mẹ chồng của tôi cứ một tuần xuống thăm cháu một lần. Hôm nay thì bà nói ý với tôi. Con cơm cứng cáp rồi. Con có thể lên đi học được rồi. Con và anh ấy đã ly thân rồi. Nên sống chung với nhau sẽ rất khó và bất tiện. Có gì mà bất tiện. Việc ai người đi làm. Nó cũng đi suốt mà. Có ở nhà mấy đâu. Tại hai đứa cũng vì con đấy mà tự hủy đi hạnh phúc của mình như thế. Nó bận. Thế nên con cũng đừng trách gì nó cả. Con không trách. Bởi vì cả hai đã ly thân. Con không có gì để trách cả. Thằng Gấu thì tuần nào mẹ cũng xuống thăm. Thế nên con biết là mẹ sẽ báo với anh ấy tình hình của thằng bé. Con à, đàn ông xa vợ là không tốt đâu. Con biết đấy. Bây giờ điều đó không quan trọng mà. Con đã từng hỏi anh ấy con là gì. Tại nhưng mà anh Quân chưa bao giờ trả lời con. Thậm chí khi Hương đâm con rồi cũng đâm cả anh ấy. Thế mà anh ấy vẫn tha thứ, che chở cho cô ấy. Con chợt nhận ra, hình như đó mới là tình yêu thật sự. Con nghĩ như vậy là sai rồi đấy. Đôi khi hết tình còn nghĩa, nó làm như vậy để có thể dễ cho tất cả. Sau này thì con cũng đỡ khó xử khi có người đâm con, mà đi tù lại là người yêu cũ của chồng. Nó đưa ra phương án để con hiểu sai cũng được. Còn hơn tổn thương thêm, rồi tổn thương cho cả hai. Mà con cũng phải đặt mình vào vị trí của nó để suy đoán mọi việc. Như mẹ thấy đấy, đã nửa năm không gặp nhau, chúng con vẫn ổn mà. Thế mẹ cũng đến chịu hai đứa đấy nhá. Đứa nào cũng ngang như nhau cả. Phương cười nhạt rồi ôm con, ánh mắt đầy suy tư. Tại quán hát. Hôm nay sinh nhật của Hằng, cô gái duy nhất trong tổ của chúng ta. Các anh chúc em tuổi mới thành công vang dội hơn nhé. Đội của Quân và anh ta chúc mừng sinh nhật Hằng, cô gái duy nhất trong đội. Quân ngồi ngủ gật gù, Tùng thì đánh tiếng. Ơ kìa, sếp ơi, hôm nay sinh nhật hot girl của đội cơ mà. Sếp cứ ngủ gật là thế nào đấy? Hằng tỏ ra buồn khi Quân không để ý. Anh ta trong chiếc áo sơ mi trắng, quần nâu, mái tóc thì vẫn bóng mượt gọn gàng. Cặp cánh gọng vàng vẫn sáng lên trong bóng đèn mập mờ của quán hát. Tùng đi ra đánh tiếng thêm, Quân mở mắt. Đủ rồi, anh đâu có điếc. Nói một lần thôi là được rồi. Thế em thấy anh ngủ say quá thế nên... Anh nhắm mắt không có nghĩa là anh ngủ đâu. Quân cười rồi vỗ vai. Nào, chúc mừng sinh nhật Hằng nhé. Chúc em nhiều sức khỏe, sớm tìm được người thương. Em cũng hy vọng sớm tìm được người thương em. Quân cười nhẹ. Ánh mắt của Hằng nhìn Quân đầy vẻ mến mộ. Ngày hôm nay là sinh nhật của tôi. Mẹ chồng tôi tặng tôi chiếc nhẫn kim cương rất lớn. Khi tôi mở ra, bà có để lại màu giấy. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Tôi biết là bà rất tình cảm và tốt với tôi. Tại nhưng mà món quà này tôi chỉ có thể cất đi. Tôi không dám nhận cái gì quá quý giá từ họ. Chị gái của Phương gõ cửa. Thế này, ra ngoài cổng đi, có khách đấy. Là ai vậy chị? Là thầy Lương đấy. Tôi ra ngoài cửa nhìn thầy Lương, mỉm cười. 6 tháng qua, thầy vẫn thi thoảng về tận đây giúp tôi ôn bài, chuẩn bị nhập học lại. Lần nào đến thì thầy cũng bế thằng Gấu đi dạo một vòng. Thậm chí đến bố đẻ của Gấu, anh ta chưa lần nào bế con kể từ khi tôi về nhà bố đẻ. Bên lũy tre đầu làng, ngọn gió xào xạc nhẹ nhẹ, ánh hoàng hôn dần buông. Thầy Lương đến đặt vào tay tôi một hộp quà bé xíu. Đây là gì ạ? Em cứ mở ra đi. Tôi bóc ra là một cây bút máy. Bút máy? Chúc mừng sinh nhật em nhé. Chúc cho em nhập trường với phong thái tốt nhất. Mà Gấu ngủ hay là thức vậy? Vẫn đang ngủ à? Em cảm ơn vì món quà này nhé. Thầy vào uống nước, ăn cơm rồi hãy về nhé. Thôi, hôm nay thì không ở lại được rồi. Anh còn vài việc chưa làm xong. Mà khi nào em lên? Chắc là hết tuần này thì em lên. Em đã định ở đâu chưa? Em chưa nghĩ đến. Còn cô Gấu,
mà chồng em nói lên thì bà sẽ chăm gấu. Vậy là em vẫn phải ở đó sao? Không phải là ở cùng với Quân. Em ở nhà mẹ chồng thôi. Tiền cho việc em học tập. Mà em thì cũng yên tâm sao con cho bà chăm là tốt nhất. Em vẫn có thể ra ngoài mà. Anh sẽ giúp em, kể cả sẽ thuê cho em người chăm trẻ tốt nhất. Anh à, em cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Nhưng mà hiện tại, em vẫn là vợ của người ta, nên rất khó. Nó có coi em là vợ của nó không? Thậm chí, nó thấy em suýt chết vì người yêu nó. Thế mà nó chọn ai? Nó chọn con điên kia. Tại sao không bỏ quách đi cho đỡ mệt người em? Dù sao thì em biết anh luôn mong em được hạnh phúc. Thế nên anh hãy luôn chúc em hạnh phúc, được không? Lương bật cười lắc đầu. Không. Tại sao phải chúc em hạnh phúc khi mà anh vẫn còn yêu em đến cháy lòng? Lương tức giận lên xe phóng vụt đi. Phương thở dài đứng nhìn xe thầy Lương đi khuất. Chị gái thì đi ra vỗ vai. Đừng để cho anh ấy nghĩ sẽ có cơ hội. Em là vợ công an, không đùa được đâu. Em coi anh ấy như anh trai thôi. Người ta yêu em thì coi là anh trai làm sao được. Mai lên nhà chồng rồi tốt nhất nên giữ khoảng cách, tránh Quân nó bắt gặp lại mang tiếng. Hiểu ý chị không? Em hiểu mà. Quân ngồi trong quán hát, tay ấn soạn tin nhắn chúc mừng sinh nhật em xong, anh ta lại xóa đi. Quân thở dài, Tùng thì vỗ vai. Say chưa anh? Chưa. Mà sao cứ nhìn vào máy thế? Sếp à, gái nhắn tin à? Hôm nay sinh nhật Phương. Thế mà tôi ngay cả một lời chúc sinh nhật cũng không thể nào nhắn nổi. Sao vậy ạ? Cứ cảm thấy gượng gạo thế nào ấy. Nửa năm không nói chuyện rồi, bây giờ cứ thấy ngại ngại. Eo ôi, sếp nửa năm không nói chuyện á? Thế thì người ta dần sếp là đúng rồi. Chẳng biết nói gì luôn ấy. Đúng thật là. Ôi, sếp tôi lần đầu lúng túng trước đàn bà. Mà Phương cũng gớm thật đấy. Nói đi là đi, mà đi rồi thì cũng không ý kiến gì với sếp cả. Ừ, tính cứ như đàn ông ấy. Nói đến đây thì Quân cười nhẹ. Hay là sếp về đón đi. Biết đâu lại... Chúng tôi đã ly thân rồi. Vậy nên chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Sếp cũng cứng như thế này thì hôn nhân sẽ căng thẳng đấy à. Quân mỉm cười nhẹ. Anh ta trở về nhà, nhìn bức ảnh cưới treo ở góc phòng. Nhìn chiếc nhẫn cưới đeo trên tay, Quân xoa nhẹ rồi cầm máy vào Zalo của Phương. Ảnh Phương chụp cùng con mới nhất hôm nay bên chiếc bánh sinh nhật cùng bố và chị gái. Chúc mừng sinh nhật tôi. Tuổi mới hy vọng bình an sẽ đến với tất cả người thân yêu. Quân nhìn nụ cười của Phương khi bế con. Anh lỡ tay ấn thả tim vào hình. Ở bên kia, Phương thấy máy báo thì giật mình khi nhìn thấy Quân thả tim vào ảnh. Chưa kịp định hình thì Quân đã gọi điện. Phương ngại không dám nghe máy. Chị gái thì thúc giục. Sao không nghe? Em không biết phải nói gì ấy. Thì lửa đến đâu hay đến đó thôi. Nói xong thì chị gái gạt điện thoại đưa lên tai của Phương. Quân đứng ở ban cơm nhìn về phía xa dòng trùm xuống. Em khỏe chứ? Em khỏe. Có việc gì không à? Chúc mừng sinh nhật em nhé. Cảm ơn anh. Phương ấp úng. Và bên kia thì Quân cũng như vậy. Cả hai giữ máy đến 5 phút không ai nói câu gì. Họ bây giờ giống như đang về tìm hiểu bàn lén về đối phương, giống như những người mới yêu nhau vậy. Bên ánh trăng, những cơn gió lướt qua, Quân hai Phương đều như đang muốn mang hơi thở của cả hai lại gần nhau hơn. Ở đầu dây bên kia, Quân ấn tắt máy. Anh ta cúi đầu suy nghĩ về chuyện giữa cả hai. Tay của Phương chậm rãi đặt chiếc điện thoại lên bàn. Cô cũng buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị gái Phương thì hỏi vội vã. Sao cả hai đứa không đứa nào nói gì vậy? Hỏi mỗi như thế thôi á. Biết nói gì à chị? Em còn thấy ngạc nhiên khi anh ta hỏi em ấy. Đang run hết cả người đấy. Chồng hỏi thì có gì mà run. Chị bảo nhá, mình là đàn bà,
đôi khi phải nhẫn nhịn. Em nghĩ đến thằng gấu và bố của mình. Từ ngày hai đứa ly thân, bố cũng chỉ nghĩ là cãi nhau chứ không nghĩ hai đứa lại ly thân như vậy. Nếu như biết thì chắc là bố xúc lắm. Hôm qua thì bố hỏi chị, hai đứa thôi nhau rồi có phải không? Bởi vì Quân không thể đến đây nữa. Chị nói là hai đứa giận nhau. Bố nghe như thế thì cũng buồn lắm đấy. Em hiểu rồi. Ngày mai em lên đó họp rồi, bố sẽ đỡ lo hơn. Thế nếu như Hàn gắn được, sao không thử một lần đi? Biết đâu anh ta vẫn còn yêu đương với người yêu thì sao hả chị? Chị nghĩ là không đâu. Sau tất cả những gì cô ta đã làm thì ai mà còn yêu được nữa. Tại quán rượu, Lương ngồi uống đến say mềm. Vài cô gái ngồi cạnh đò đưa à ơi với anh ta. Lương cười nhẹ. Tôi đã cố gắng vì em hết sức có thể rồi. Em vẫn muốn ở bên nó hơn là anh. Tại sao vậy? Anh không xứng à? Lương buồn bã. Tôi lên thành phố đến nhà mẹ chồng sống. Mẹ chồng của tôi thì rất vui. Phòng của con trên kia. Cứ học tập cho tốt con nhé. Mọi chuyện cô gấu cứ để mẹ lo. Dạ vâng ạ. Vậy thì mẹ trông cô gấu cho con nhé. Con ra ngoài có tí việc. Ừ được rồi, con đi đi. Con bố em ở đây rồi, con không cần phải lo lắng. Tôi đến trường ký nốt hồ sơ nhập học và gặp Hoa. Hoa thì đã gần đến ngày sinh. Cứ đêm đến thì tao không thể nào ngủ được ấy, bởi vì khó thở. Cố lên, sắp được gặp con rồi. Tao đang chán đây. Ở với mẹ chồng không hợp tí nào cả. Cứ cãi nhau suốt ngày ấy. Này, không được cãi. Cãi là lão đi nhá. Thế mày phải ở cùng với tao thì mày mới hiểu được những ấm ức. Bởi ghê quá, tao không sống nổi luôn ấy. Từ từ đã nào, bình tĩnh, đừng có nóng nảy như thế. Mày có mẹ chồng tuyệt vời đấy. Tao mơ thì còn chẳng được. Thì mất cái nọ bù cái kia thôi. Được mẹ chồng tốt thì chồng lại không tốt. Thế anh ta vẫn không hỏi Hàn hai mẹ con à? Phương lắc đầu. À, đêm qua có gọi chúc mừng sinh nhật tao. Nói mỗi như vậy thôi rồi cũng tắt máy. Ơ, Hâm à? Thế thì mày có nói gì không? Không, biết nói gì đâu. Phải bảo anh à, em cũng nhớ anh. Em muốn gặp anh, muốn được ôm anh. Thôi, xến quá. Người ta không có tình cảm với tao, tự nhiên mình nói như vậy. Những người yêu nhau thì người ta sẽ không nỡ rời xa nhau dù chỉ là một chút. Mày có nhớ lão không mà bắt lão ta phải nhớ mày như vậy? Có chứ, chỉ là không dám nói ra thôi. Yêu bố của con mình thì có gì là sai? Mày nói cho tao biết đi. Tao sai ở đâu vậy? Phương rơi nước mắt. Thôi nào, mày đến an ủi tao hay là tao an ủi mày vậy? Mỗi người một tính cách. Ông ấy yêu chị kia 13 năm rồi, bảo thay đổi cũng cần có thời gian. Mà mày thì cũng biết lao chơi bời, nhưng mà rất kín đáo và hạn chế. Vẫn yêu cô ta đi thôi. Đàn ông chơi bời thì nhiều, nhưng mà trong tim chỉ có một mà thôi bạn à. Mình đến sau thì phải chấp nhận chứ. Ra về thì tôi cứ nghĩ mãi về lời Hoa nói. Mình là kẻ đến sau, phải chấp nhận thật sao. Phương bước vào cửa, bên trong nhà nhìn thấy Quân đang ở ghế ngồi bế con. Anh ta có vẻ rất vui khi nói chuyện với con. Quân mặc chiếc áo phông trắng và quần bò đen. Phương thấy ngại cứ lấp ló ở cửa, thì mẹ của Quân biết ý bà nói lớn. Phương về rồi à con? Dạ vâng, con chào mẹ. Phương nhìn Quân rồi gật nhẹ. Chào anh. Quân ngẩng lên mỉm cười bình thường, vẫn là ánh mắt và cặp cánh đó. Phương vẫn ngại ngùng như lần đầu gặp gỡ. Ừ, chào em. Mẹ của Quân xua tay. Thế chuẩn bị ăn tối thôi. Bố con hôm nay bận việc nên không về ăn được. Phương đi ra đưa tay để bế con thì Quân nhìn. Em đi rửa tay đi rồi hay bế con? À vâng. Phương ngài quay đi lầm bầm. Anh ta thì vẫn có tính sạch sẽ, soi mói đến từng chút một. Sau khi rửa tay thì Phương đi ra lại chia tay để bế con. Quân đứng dậy đưa cho Vũ em. Anh ta cười nhẹ. Ăn tối thôi.
Cô gấu uống sữa no rồi. Phương lại lầm rầm cay mũi. Đúng là khó ưa thật sự ấy. Mẹ Quân gắp cho Phương. Ăn nhiều vào nhé. Ngày mai con nhập học à? Dạ vâng ạ. Ngày mai thì con nhập học. Con gặp lại các bạn cũ được không? Con có thi bài như các bạn nên được lên lớp mẹ. Với cả có thầy chủ nhiệm cũ của con giúp con ôn bài, thế nên cũng vững kiến thức. Quân nghe xong thì đặt đũa. Chủ nhiệm cũ là Lương à? Phương cảm thấy sợ khi thấy Quân cứ lừ lừ. Cô gật nhẹ đầu. Vâng. Tôi cứ tưởng là cô sợ nó cơ mà. Thầy ấy đã thay đổi rồi à? Thầy rất tốt, thậm chí thầy lại còn hay bế gấu đi chơi nữa. Tôi không cần thằng nào bế con tôi, cô hiểu không? Quân quát lên. Mẹ Quân thì xua tay. Này, có mẹ ở đây mà con lại quát lên như vậy à? Anh coi nó là con. Thế mà có bao giờ về bế con một lần trong 6 tháng qua không? Anh ích kỷ cũng vừa thôi. Tôi không bế nó thì không có nghĩa là không thương nó. Cô nghĩ gì vậy? Hai đứa thôi đi. Mẹ của Quân quát lớn. Quân lau miệng rồi ném chiếc khăn lên bàn. Con no rồi. Con đã ăn gì đâu. Hai đứa bình tĩnh nói chuyện đi. Mới vừa gặp đã căng thẳng như vậy. Quân tức giận đi ra ngoài. Anh ta tuyên bố. Cô gấu sẽ về ở với con. Cô ta cứ ở lại đây. Sao như thế được hả con? Phương đứng dậy rồi nói. Không được. Sao mà anh lại tách con ra khỏi tôi? Để tránh cho cô đi lang trà bên ngoài, rồi để cho những kẻ khác chạm vào con tôi. Anh nói cho cẩn thận đấy. Thế nói gì sai sao? Hay phải hỏi cô đã ngủ với thằng thầy yêu quý chưa? Bây giờ có ngủ cũng chẳng ai kiểm chứng được mà. Vừa nghe xong thì lao đến rồi tát búp vào mặt của Quân. Mặt của Quân ôm miệng, bà có vẻ choáng. Ôi trời ạ, chuyện gì vậy? Hai đứa thôi đi. Phương nắm chặt tay nhìn Quân. Kể cả anh, nếu như không phải vì tôi bị ép, thì anh cũng đừng hòng chạm được vào tôi. Anh nghĩ anh là ai mà lại có quyền hạ nhục người khác như vậy? Trong khi anh thì đẹp đẽ lắm mà. Quân lao đến bóp cổ Phương, dồn cô vào tường. Mẹ của Quân hét lớn. Ôi trời ơi, mẹ xin các con đấy. Đến bây giờ cô vẫn không là cái thá gì cả, cô hiểu không? Nếu như không vì đứa bé này, tôi cũng không bao giờ lấy loại đàn bà như cô đâu. Đàn bà như tôi quá tốt mà. Tốt mới để cho người yêu cũ của chồng thuê người đâm mình mà không hề lên tiếng như vậy. Nói đến đây thì Quân đổi sắc mặt. Anh ta buông tay rồi gật gật. Nếu như đã thù tôi đến như vậy, thế thì cô đi đi. Con từ nay sẽ do tôi chăm sóc, để tránh cái việc cô lại bảo tôi không quan tâm đến con. Quân chỉ bảo Vũ em. Cô đi theo cháu. Mẹ của Quân ngăn lại. Con vẫn còn nhỏ như vậy, không thể nào xa mẹ nó được đâu. Vấn đề đứa trẻ không cần có mẹ vẫn lớn được đấy thôi. Đây là chuyện riêng của con, mẹ không có quyền can thiệp. Quân à, con làm như vậy không được đâu. Hay là theo mẹ thế này nhá. Phương, về bên đó ở đi con. Đi đi. Bà nháy mắt. Vợ chồng nóng giận, không thể làm khổ con cái được. Cả hai nhìn nhau cho con cái, có cả bố cả mẹ. Quân đi ra ngoài. Vũ em bế cô gấu lưỡng lự. Mẹ Quân thì lau nước mắt cho Phương. Con à, nhìn về con của mình, nó nóng tính thì con cũng nên nhìn. Con cũng nóng thì cả hai gay go đấy. Ly thân thì ly thân. Con muốn không được gặp cô gấu nữa à? Nó nói là làm đấy. Vậy bây giờ phải làm sao mẹ? Con sợ lắm. Anh ta cứ nổi khùng lên như vậy. Nhưng mà thầy Lương đó là ai mà lại khiến hai đứa như thế? Không có gì đâu à. Con đi sang đó cũng được. Con cũng không muốn làm cho mẹ khó xử. Đi đi. Về đó đừng nói gì cả. Đồ của con ngày mai mẹ cho người mang sang. Đừng nói gì con nhé. Tự không thì nó giấu cô gấu đi đâu đó thì mẹ không tìm nổi đâu. Vâng, đi thôi cô. Vất vả cho cô rồi. Vũ em mỉm cười. Cô gấu ngoan lắm. Việc của tôi mà.
Tôi làm cho phu nhân 10 năm rồi, thế nên cháu cứ yên tâm. Dạ vâng. Vậy thì con đi đây. Ra bên ngoài thì tôi và Vũ lên xe. Anh ta nhấn ga phóng vụt đi. Tôi không nói câu nào. Ngay cả khi đến nhà thì cô Thìn vui mừng. Chào cháu đã về nhà nhé. Dạ vâng, chào cô. Cô khỏe không ạ? Tôi khỏe lắm nhưng mà cũng buồn. Cậu Quân đi suốt, nhà có mỗi mình tôi. Bây giờ có cả em bé về thì vui rồi. Phương cười rồi ôm con. Cô cho con bú. Cô gấu mút sữa ngon lành. Quân cầm cốc bia đi ra xem tivi. Phương ngại ngùng quay đi. Cô Bạch Tê cho con bú. Trước mặt của chồng, tôi có gì mà phải ngại đâu. Ngay cả ngại mà tôi cũng không có quyền à? Phương nói như vậy, Quân khựng lại không nói gì nữa. Phương bế con lên phòng, đặt con vào nôi đu đưa em bé, rồi lại lơ mơ ngủ thiếp. Vũ em xoa vai của Phương. Cháu về phòng ngủ đi. Cháu ở đây cô à? Về rồi thì lại cãi nhau. Vợ chồng thì phải vậy mà, đừng nghĩ nhiều. Nhiệm vụ của cô là chăm bé. Để nó quên hơi cháu đi đâu cũng khó khăn ý. Về ngủ đi, có cô rồi. Cháu ngủ thì phải có con, chứ không thì cháu không yên tâm. Ôi trời, có cô rồi mà. Vợ chồng lâu rồi không gặp nhau, thế nên không khéo đấy cháu à. Cháu và anh ta ly thân rồi, cũng không còn quan trọng đâu cô. Cứ nghe cô đi về phòng đi, đi tắm rồi đi ngủ đi, mai còn đi học nữa. Nghĩ nhiều như vậy, cứ sống lạc quan, để con cảm nhận được hạnh phúc từ cha mẹ chứ. Phương nghe lời cô hôn chán con rồi sang phòng đi ngủ. Căn phòng thì vẫn như vậy, anh cưới vẫn ở kia. Chỉ là khoảng cách thì cứ xa vời hơn nữa. Căn phòng thì vẫn đượm nguyên mùi nước hoa mà anh ta hay dùng. Sau khi Phương tắm rồi đi ra, cô lấy gối chặn đôi giường. Cô nằm hồi hộp cứ lăn qua lăn lại. Anh ta sẽ không chạm vào mình đâu nhỉ? Mà biết đâu được. Không ổn rồi, sang kia ngủ thôi. Đúng lúc Quân mở cửa vào thì Phương nằm vật ra nhắm chặt mắt giả vờ ngủ. Tim Phương thì đập thình thịch. Cô nghĩ biết như vậy thì không sang đây. Nghe cô làm cháu sắp vỡ cả tim dài. Quân nhìn thấy gối chặn ở giữa, anh ta cười khẩy, nhà tắt đèn. Khi đêm lún xuống, Phương tim lại càng đập mạnh. Cô thấy Quân sát gần hơn. Cô quyết định quay lại để ngồi dậy. Vừa quay lại thì áp sát gần mặt của Quân. Anh ta bỏ kính, mái tóc rũ xuống, trong ánh đèn ngủ mập mờ. Phương quay mặt đi thì anh ta dùng tay bóp lấy phần cằm của Phương. Quay mặt của Phương ra rồi treo lên người của cô. Sao thế? Né à? Anh làm gì vậy? Nên nhớ, chúng ta đã ly thân rồi đấy. Tôi có luật nào ly thân không được chạm vào nhau à? Anh... Tôi không đùa đâu. Tôi sang bên kia ngủ đấy. Quân ghì chặt tay lại. Tôi phải kiểm hàng chứ nhỉ? Làm có mỗi một lần như vậy, thế nên vẫn chưa rõ cho lắm. Đồ khốn! Bỏ tôi ra! Tự cô cho tôi lý do để bỏ ra đi. Vì cô mà 6 tháng này tôi không biết mùi đàn bà rồi đấy. Thế còn cô thì lại vui vẻ với thầy giáo, ngày ngày kề bên lãng mạn thật đấy nhỉ? Phương chảy nước mắt. Anh thôi cứ kiểu nói đó đi. Tôi không sai gì với anh cả. Thế như vậy thì mới cần phải kiểm. Nói xong thì Quân hôn lên môi Phương. Anh ta cắn môi cô đến chảy cả máu. Sau đó thì Quân dùng lưỡi của mình mút sạch máu trên môi Phương. Cô thở hổn hển, mặt của cô đỏ lên. Anh làm ơn, để tôi yên đi. Muộn rồi, tôi nhất định phải kiểm. Kéo chiếc quần ngủ của Phương xuống, anh ta xé toạc đứt hết cả cốc báo của Phương. Cô bật khóc rồi ôm miệng. Anh đừng làm như vậy, tôi sợ đấy. Sợ gì? Tôi chỉ cảm thấy đau khi làm chuyện đó thôi, chứ không thấy gì cả. Thế nên tôi rất sợ. Ngực của Phương lúc này cứ nảy nảy lên, bởi vì đang cho con bú, to hơn bình thường, khiến cho anh ta lại càng khao khát. Sợ thì cũng phải quen dần đi. Nhu cầu của tôi rất cao đấy. Nhìn thấy Phương môi rớm máu, anh ta lao vào hôn cô. Ở bên dưới anh ta kéo lệch quần, rồi sau đó mơn trớn cơ thể cô. Phương co chân, anh ta dùng tay đẩy xuống. Cô lắc đầu.
Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi đã sai gì vậy? Cái sai của cô là gặp gỡ thằng khác sau lưng tôi. Và tôi không cho phép điều đó, cô hiểu chưa? Nhất là kẻ đành ham hiếp cô còn gì nữa. Thế vậy mà cô dễ dàng quên đi tất cả sao? Nói xong thì Quân kéo quần xuống. Anh ta cởi bỏ cái áo trần truồng. Người của anh ta đồ còn vàm vỡ che cả người Phương bé nhỏ. Anh ta mơn trớn, Phương thì dùng tay đỡ ngực của Quân. Đau quá. Thế nếu như thường xuyên thì sẽ không đau đâu. Quân cười nhếch mồm. Phương nắm chặt tay vào ga giường. Tiếng thở gấp của Phương, tiếng cô kêu lên trong căn phòng. Bên ngoài thì trời đổ cơn mưa giống như lần đầu tiên của cô với Quân vậy. Cho đến sáng sáng, khi bình minh ló dạng, tay của Phương run run với chiếc áo từ sau bàn tay Quân. Anh ta hôn lên gáy của Phương. Phương rụt người lại, cô né Quân. Sao không ngủ thêm đi? Tôi thấy không ổn. Tôi... Phương trần chuồng chạy vào nhà vệ sinh. Cô nôn thốc nôn tháo. Cô ấn nút bồn cầu rồi ngồi gục xuống nền bật khóc. Mình sao vậy? Mình đang bị làm sao thế này? Mình cảm thấy thật sự không hề được anh ta tôn trọng. Khi mà Phương vừa mở cửa ra, Quân đứng đợi bên ngoài. Anh ta nhìn thấy mặt của Phương tái nhợt đi. Thế em thấy không khỏe à? Tôi vừa mới nôn xong, cũng không biết là tại sao nữa. Lên giường nghỉ ngơi đi. Thôi, tôi phải đến trường. Anh cứ nghỉ đi. Phương quay đi thì Quân kéo tay giật lại. Để anh đưa em đi học. Không cần đâu, tôi tự đi được. Phương gạt tay của Quân, cô rời đi với vẻ giận dữ. Phương bỏ chiếc áo dài trắng ra mặc. Quân lấy máy ảnh chụp từ lúc Phương chải tóc cho đến khi buộc lại gọn gàng. Phương quay ra nhìn anh ta. Anh ta liền hạ máy ảnh xuống. Phương ngại. Anh không định mặc quần áo vào sao? Trong phòng có hai người, có ai đâu mà phải ngại. Chắc là anh cũng hay hồn nhiên như thế này với các cô gái khác nhỉ? Thấy anh có vẻ chuyên nghiệp mà. Quân bật cười. Anh ta bỏ thuốc ra hút. Em thấy là anh chuyên nghiệp à? Thế sao em không thích? Tôi không thích kiểu ép buộc. Thế tự nguyện không phải là hơn sao? Ồ, thế vậy làm sao để em tự nguyện đây? Tôi đi học đây. Phương đi sang phòng con thì thấy con ngủ ngon. Cô vắt sữa để lại. Cô ơi, cô cho vào tủ lạnh bảo quản hộ cháu nhé. Buổi trưa thì cháu tranh thủ về cho con tí. Ôi không cần đâu. Ngày hai bình là đủ lắm rồi. Cháu cứ đi đi. Tuổi này cô cho ăn thêm bột cho cứng cáp cháu à? Dạ vâng ạ. Vậy cháu nhờ cô nhé. Tôi vội vã đến trường. Bước vào cánh cổng trường gặp bạn bè thì tôi mừng rỡ. Hoa hôm nay cũng đến. Cả bọn chúng tôi hàn huyên cho đến khi trống trường điểm lên. Tôi nhìn lên hàng phượng đỏ, cảm giác lại được đi học ùa về. Trong lòng hạnh phúc đến khó tả. Quân đến chỗ làm, anh ta lướt mạng đọc, đọc về tâm tư phụ nữ rồi sau đó hỏi Tùng. Anh hỏi này, anh có thằng bạn, nó hỏi anh là làm thế nào để lấy được lòng của vợ nó. Là sao chứ? Thì ý là lấy lòng đàn bà. Cách nào để lấy lòng ấy? Tôi xếp nói luôn là chuyện của mình đi cho nhanh. Tại ai chả biết là hôm qua vợ xếp về đâu. Chuyện rất đơn giản. Có thể làm cô ấy nghĩ anh vẫn yêu Hương, nên cảm thấy tủi thân, cảm thấy như lấy nhau chỉ vì đứa con. Thế nên mỗi cử chỉ của anh luôn khiến cô ấy nghĩ là bị ép buộc. Thì không lẽ là như vậy nhỉ? Nhưng mà Hương và anh bây giờ đâu là gì đâu. Người ta không nghĩ như thế, bởi vì anh yêu 13 năm cơ mà. Ý của Phương cứ nghĩ cô ấy là người thứ ba. Thế nên tối nay xếp rủ cô ấy đi ăn, đi xem phim. Đại loại thể hiện thành ý là được. Vậy buổi tối thì mày làm nốt hồ sơ hộ anh nhé. Vụ này xếp làm chứ em làm sao làm được. Cố mà làm đi. Hằng đứng ở bên ngoài nghe thấy tỏ vẻ buồn bã. Quân nhắn tin cho Phương. Tí nữa tan học, anh đón rồi đi ăn luôn nhé. Phương đang học thì tin nhắn reo lên. Cô vẫn viết bài mà không hề chú ý điện thoại.
Quân nhìn mãi không thích trả lời, anh ta gọi. Chuông bên kia reo, Phương bị thầy giáo nhắc nhở. Thầy ở trong lớp không tắt điện thoại đi. Dạ vâng ạ, em xin lỗi. Phương lầm bầm tắt máy rồi sau đó nhắn lại. Em đang học, thầy mắng rồi đấy. Quân mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn. Anh ta cất bộ đồ công an gọn vào trong tủ, đi tắm, thay đồ ngay tại cơ quan. Vừa ra ngoài anh ta nhìn thấy Hằng đau bụng rồi ngồi đần mặt ở ghế. Sao vậy Hằng? Em đến đưa bản thảo này cho anh, nhưng mà em đau bụng quá. Tôi có sao không? Đau lắm à? Có khi phải phiền anh, đưa em vào viện khám xem sao. Được rồi, đi thôi. Phương tan học, đứng đợi ở cổng. Cô nhìn đồng hồ mãi không thấy Quân đến đón. Đến khi trời tối hẳn, Phương gọi vẫn không thấy Quân bắt máy. Cô tức tối đi bộ về. Quân đứng đợi bên ngoài, bác sĩ bảo chụp xét nghiệm máu đủ các thứ. Hằng tỏ vẻ mặt ái ngại. Xin lỗi, phiền sếp, nhưng mà bố mẹ em đi vắng nên không có ai cả. Nếu như sếp bận cứ đi đi ạ. Không sao đâu, em cứ khám đi, ai lại để em lại như vậy. Quân nhìn đồng hồ, anh ta chợt nhớ điện thoại trên xe, vội vã ra xe mở cửa lấy điện thoại thì thấy 8 cuộc gọi nhớ. Quân liền gọi lại thì Phương lại không bắt máy. Anh ta gọi về nhà cô Thìn. Vâng, tôi nghe. Vợ cháu về chưa cô? Chưa thấy về đâu. Vâng. Quân đi vào trong thì nhìn thấy Hằng đi ra ôm bụng. Em không sao rồi chứ? Anh gọi thông báo nó đến thay anh rồi đấy. Vâng, anh bận thì cứ đi đi ạ. Thông cảm nhé. Anh hẹn vợ rồi, bây giờ đang không gọi được ấy. Dạ vâng. Quân lái xe đến trường rồi vòng vòng trên con đường về nhà. Nhìn thấy Phương đang đi bộ, anh ta cười, kéo cửa kính xuống. Sao anh gọi em không nghe máy vậy? Anh có nghe đâu mà bắt tôi phải nghe. Tại anh có việc nên để máy trong xe. Vậy sao anh không nói một câu? Tại sao cứ bắt tôi phải đợi như vậy? Nhìn thấy Phương đỏ mắt. Anh muốn tôi cứ phải đợi anh đến khi nào vậy? Em lên xe đi. Không, tôi về với con đây. Không đợi anh nữa, mệt mỏi lắm rồi ấy. Chúng ta ra ngoài ăn đi. Chậm có một tiếng thôi vẫn kịp mà. Anh đặt bàn rồi. Quân đi xuống kéo tay Phương đẩy lên xe. Phương không nói câu nào cho đến khi đến quán. Lên trên tầng, mở cửa tầng 2 ra. Bên trong thì ngập tràn nến và hoa. Phương ngạc nhiên. Vào đi. Quân nắm tay Phương bước vào. Chúng ta có vào nhầm phòng của ai không vậy? Không, anh đặt cho em đấy. Coi như là quà mừng cho chúng ta quay về bên nhau. Ai nói là chúng ta sẽ về bên nhau? Chúng ta đang ly thân đấy. Quân với tay Phương, hôn lên môi Phương, nụ hôn rất sâu, ngọt ngào. Phương đẩy ra. Cô gái nào thì anh cũng làm như vậy à? Điền à? Anh làm gì có thời gian. Anh nói thật đấy, anh rất bận. Đa số các cô gái yêu anh đều không có thời gian hẹn hò. Đa số các cô gái yêu anh chứng tỏ là rất nhiều. Quân cười nhẹ. Ngồi đi. Phương này, có lẽ giữa chúng ta vẫn có một chút khúc mắc. Tính của anh không thích lòng vòng, anh thích thực tế. Anh và Hương đã chấm dứt từ 6 tháng trước. Cô ấy cũng không hề liên lạc gì với anh ngay sau đó. Trong lòng của anh từ lâu chỉ nghĩ về em. Chỉ là anh không có thể nói rằng anh yêu em. Câu nói từ Quân khiến cho Phương đỏ mặt. Tại bệnh viện, bác sĩ nói Hằng vẫn ổn. Tùng cảm thấy nghi ngờ từ lúc sáng khi gặp Hằng đứng ở cửa nghe chuyện. Bác sĩ nói em không làm sao cả. Như vậy thì may quá rồi. Về thôi. Cảm ơn anh. Em nghĩ sao về sếp Quân? Sao anh hỏi như thế? Có gì à? Anh đang hỏi em mà. Là một người tuyệt vời. Dù tuyệt đến đâu thì sếp cũng đã có gia đình, có vợ con. Anh nói như vậy chắc là em hiểu. Anh biết, ánh mắt của em nhìn sếp khác với bình thường.
Và anh khuyên em nên từ bỏ những gì không thuộc về mình trước khi quá muộn đấy. Em chỉ là... Những gì em làm, nếu như để sếp biết em có ý định thì chắc chắn em sẽ không còn được ở lại đâu. Hãy giấu tình cảm của em lại đi. Em hiểu rồi. Sau khi Quân nói câu đó, tôi đỏ mặt. Quân cầm tay của tôi hôn lên bàn tay. Em là vợ của anh. Từ bây giờ chúng ta là một gia đình. Thế nên đừng rời xa nhau nữa. Phương bật khóc với tay ôm Quân. Quân hít thật sâu mái tóc của Phương. Chúng ta là vợ chồng mà. Em yêu anh. Cả hai người ôm nhau giữa căn phòng đầy hoa và nến. Thầy Lương đang uống rượu thì gặp nhân viên bê rượu rất quen. Cô gái vội quay đi. Đứng lại. Trần Thị Trang có phải không? Dạ, thầy nhầm rồi. Phải biết tôi là ai mới xưng thầy như vậy chứ. Lương giật tay. Thầy để cho em làm đi. Sao không học hành lại đi làm những nơi như thế này? Em cần tiền. Thầy có cho em được không? Mà lên mặt dạy đời em như vậy. Em cần tiền để làm gì? Cô gái vùng tay. Em xin phép. Em không rảnh nói chuyện với thầy đâu. Thầy Lương bật cười bởi vì học sinh sức sược. Đêm hôm đó khi đặt Lương xuống giường, chúng tôi vô lấy nhau như thật sự thèm khát bao nhiêu lâu nay. Khi anh ấy tiến vào thì cảm giác không giống như mọi lần. Tôi cảm thấy phấn khích, chủ động hôn lên đôi môi đỏ của anh. Cảm giác thật khác lạ. Rồi thì hơi thở gấp gáp của cả hai vang lên. Lúc này cả hai đều cảm giác lâng lâng như phát điên vậy. Đúng là một đêm trọn vẹn. Ngày hôm sau khi tôi đi học thì nhìn thấy thầy Lương đang đứng chặn đường một học sinh. Thầy có vẻ rất căng thẳng. Nhìn cô gái kia cái lại thầy bất giác, tôi cảm nhận thầy đang quan tâm cô ấy hơn là quát mắng. Nhìn thấy tôi thì thầy ngại. Đang nhìn tôi thì cô gái chạy lên xe buýt. Thầy với tay không kịp tôi lại gần. Anh đang chú ý đến cô gái đó à? Đâu có đâu. Em hiểu nhầm rồi đấy. Em nhớ là có nhìn thấy thầy nhắc nhở em ấy vài lần ở sân trường. Bởi vì toàn đi làm ở quán rượu mà anh thì không thích thấy học trò đi làm như vậy. Thật à? Có gì đặc biệt hơn không? Không có gì đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh. Em và chồng đã làm hòa rồi đấy. Anh ấy đã nói yêu em, thế nên anh đừng lo lắng nữa. Anh lo cho em đã lâu rồi, đến lúc anh cũng phải đi tìm nửa còn lại của mình đi thôi. Lương mỉm cười xoa đầu Phương. Anh luôn dõi theo em. Giờ thì anh phải đi tóm con bé đó lại đây. Anh đi đi. Em tin là anh làm được. Thầy Lương chạy theo cô học trò nhỏ, còn tôi thì ngoái đầu lại. Nhìn thấy người đàn ông của đời tôi đang cười tươi khi nhìn thấy tôi. Anh luôn đưa bàn tay ra, nắm lấy tay của tôi. Kể từ ngày bước vào thế giới của anh, tôi đã biết thế nào là yêu. Trên con phố lá bay bay nhẹ nhẹ, người đàn ông đó nắm tay cô gái nhỏ của đời mình, bước đi trong ánh chiều tà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với phần ngoài truyện này thì anh Sa tin chắc là chúng ta phần nào được cảm thấy thỏa mãn. Hy vọng rằng với cái kết này đã mang lại cho quý vị và các bạn những phút giây thư giãn đúng nghĩa và những cảm xúc, những ý nghĩa tuyệt vời nào đó trong tình yêu, trong cuộc sống. Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ cảm xúc nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe.